Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp một bộ Lego thật sự luôn. Bộ Lego. Lego này nha. Bộ Lego. Đây các bạn thấy có tận tới 8 bước. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu những cái bước sau nha. Ở đây nó có những cái nhỏ này, như là mi sấy kéo này. Tiếp theo là cục lược và gương, cái gương nhé. Cô này đang cầm ở trong mấy cái bộ phận này thì hơi bị nhiều các con mèo này. Đây, mình đã ráp sẵn rồi, có việc mình chỉ cần sẽ ráp vào đây cho nó nhanh một chút xíu thôi. Đó, đây đây là các số, còn cái phần nào khó thì mình sẽ ráp cho. Đây, để mình sẽ xem cái tờ hướng dẫn mà mình ráp cho các bạn xem nhé. Tắt cái này đi quá bên cái gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bước một trước tiên. Bước một nó nằm ở đây đi, nằm ở đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp nè. Trước tiên chúng ta sẽ có hai mảnh. Đây mình đã ráp vào đây sẵn rồi. Ở đây là những cái bộ phận mà mình ráp trước ha. Tiếp theo là những cái bộ phận khác, là cái này rồi ha, hai cái mảnh này nè, rồi rồi cái này nè, hai mình sẽ ráp luôn đi. Là chúng ta ráp ở ô số 3, chúng ta sẽ ráp ở ô số hay là 8 ô đấy, hình như phải. Trời, ui chà, 2 4 5 6. Đây. Đó. Việc thứ hai đó chính là chúng ta sẽ cần một cái này đi. Này chúng ta ráp vô, chúng ta sẽ xoay dọc cái này lại nè. Tuy nhiên các bạn không có thay đồ. Ta sẽ khoảng cách với nó là từ 2 ô thì nó phải nằm ở đây rồi. Thì nó phải nằm ở đây á, thì phải. Ui nó ra ngoài cùng luôn. Đây. À đây nè. Không. 3 ô lận. Đây, 1 2 3. Và đây nè. Rồi, khoảng cách của nó là như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cái mảnh nhỏ nhỏ, chúng ta ráp ở đây nè. Luôn. Tiếp theo một cái nữa cho chính là ta lấy cái bự cho ba lửa này nè. Ráp ở đây. Đây. Sau đó các bạn sẽ lấy một cái, có nghĩa là cái dựng đứng. Đây, cái này bạn ráp vào đây. Nhưng mà các bạn nào có bộ như thế này thì các bạn cứ xem video này, các bạn ráp được thôi ha. Xong. Bây giờ cái thứ hai nữa, chúng ta ráp mấy cái này vào đây thôi. Mình đã ráp sẵn hết rồi ha. Cái phần này mình ráp sẵn hết rồi. Cái bước thứ ba, alo, bước thứ hai chúng ta sẽ ráp cái hình nền lạc. Ta sẽ có một cái màu kem như thế này á. Kem mình dẹp cái này của một bên nha, tại vì không được. Đây ta không có. Rồi ta ráp khoan. Trước tiên thì ở phía trên chúng ta gồm ở phía dưới chút đi ha. Đây là phía dưới nè, nó gồm có một cục này nè, rồi một cục cái này. Còn ra phía dưới cái đã. Đây. Đây nè. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ ra cái tiếp tục, đó chính là cái tấm này đặt vào đây. Rồi cái màu kem như thế này nha mấy bạn, đặt vào đây nè. Các bạn nhớ xoay cái mặt này vô bên trong. Sẽ ráp được thôi. Yeah. Nó phức tạp một chút xíu thôi. Đó. Thì đó ta không cần cái đó đâu. Tại vì cái này mình chỉ ráp cho nó đẹp đẹp thôi. Thôi cái này ta bỏ qua, không cần cái đó đâu. Tại vì cái đó mình chỉ trang trí cho nó đẹp thôi. Cái thứ tiếp tục thì ở lớp trên thì chúng ta sẽ lắp ráp một cái này vô này. Cái tiếp
heo thì chúng ta sẽ ráp một cái này vô. Đó. Cái thứ ba, cái tiếp theo vậy chúng ta cũng sẽ ráp một cái số. Đó, sau đó chúng ta sẽ ráp cái này vô này. Này vô. Đây mình đắp sẵn hết trơn rồi. Đây chúng ta sẽ ráp thêm một cái này vào đây.